anh đúng là chả quan tâm gì đến con cả. Bằng tuổi bia, một tuổi này này, đang một lạng thôi, quý hơn vàng hơn bạc đấy. Sao con lại về giờ này? Tại hôm nay con được tan làm sớm. Mẹ uống sữa của thằng bia. Anh bảo bà về quê đi, cứ thế này em tức chết đấy. Ơ kìa, bây giờ bà về quê thì ai chăm con? Em đừng có mà quá đáng. Con của em cơ mà, em tự chăm được. Con muốn ăn một tí thôi. Nào, bia ngoan à. Con ơi, nào, uống một tí nào. Uống một tí nhá. Rồi ôi, uống một xíu rồi xong bà cho đi chơi nhá. À ư, à thôi thôi, bà xin. Bà xin, con uống một tí thôi. Em mồm ra nào. Bia, Bia, sao đây mẹ bé nào? Cháu ở nhà có quấy không mẹ? Bia không quấy đâu, ngoan lắm, các con cứ yên tâm. Giỏi lắm. Mà sao con thấy Bia càng ngày càng nhẹ đi thế nhở? Tại Bia nó cũng lười ăn lắm con ạ. Mẹ có pha đúng công thức con nói không? Chứ không hợp khẩu vị Bia hay sao mà nó không chịu ăn đấy ạ? Mẹ pha đúng như công thức con đưa đấy. Nếu đúng công thức của con thì chẳng tội gì thằng bé nó không ăn cả. Thôi, thương nhá. Thương nhá. Thôi, mẹ biết rồi. Em thì trẻ con tăng cân, giảm cân là chuyện bình thường. Em đang quan trọng hóa vấn đề quá đấy. Anh đúng là chả quan tâm gì đến con cả. Bằng tuổi Bia, một tuổi này này, đang một lạng thôi, quý hơn vàng hơn bạc đấy. Còi cọc như thế này ảnh hưởng đến cả giai đoạn trưởng thành của nó chứ đùa. Ôi giời, thì là con nó chưa hấp thụ. Thế nào gọi là chưa hấp thụ? Anh có biết em mua bao nhiêu đồ bổ đồ tốt cho con không? Đồ Tây đồ ta có cả đấy. Thế bây giờ nó không hấp thụ thì biết làm sao? Chả biết là không hấp thụ hay là không cho cháu ăn uống đầy đủ. Khéo bao nhiêu đồ bổ đồ tốt bà ăn uống hết rồi kìa. Em nói thế mà nghe được à? Em nói không đúng à? Con lại về giờ này? Tại hôm nay con được tan làm sớm. Mẹ uống sữa của thằng Bia. Thì cái sữa này là mẹ pha cách đây 2 tiếng. Mà mẹ dỗ đủ kiểu rồi mà Bia nó không chịu uống. Bình thì không chịu bú. Mà xúc thìa thì mẹ xúc chỉ được vài thìa lại nhè ra. Mà Bia nó ngủ rồi, mẹ sợ để lâu sữa nó chua. Thế nên mẹ tiếc, mẹ không lỡ đổ đi. Con hiểu rồi ạ. Thế mẹ cắm cho con được cơm nhá. Mẹ. Anh này, sáng em thấy bà nội uống sữa của thằng Bia đấy. Chuyện đấy thì cũng có làm sao đâu. Sao lại không sao? Em mua bao nhiêu đồ bổ cho thằng bé, cả sữa Tây lẫn sữa ta, chả thấy nó lên lạng nào cả. Hóa ra toàn bà uống. Em đừng có mà suy diễn linh tinh. Bà thương thằng bé như thế, làm gì có chuyện bán hết của cháu được. Ai mà biết được đấy. Anh thử nhìn mà xem. Cháu thì càng ngày càng gầy đi, còn bà thì... Anh bảo bà về quê đi, cứ thế này em tức chết đấy. Kìa, bây giờ bà về quê thì ai chăm con? Em đừng có mà quá đáng. Con của em cơ mà, em tự chăm được. Anh mà không nói với bà để em nói thẳng ra không hay đâu. Mẹ về quê, các con đừng lo cho mẹ.
thương mẹ thương. Bi ơi, mình còn ấy, còn đừng còn khóc nữa. Thôi, mẹ thương Ngoan. Anh Cường. Đây rồi. Đây, sữa của Bia đây. Anh làm cái gì mà lâu thế hả? Con nó không phải nước mắt rồi này. Nào, uống đi con. Uống đi con. Cả ngày không ăn uống gì rồi đây này. Từ sáng đến giờ con đói nên nó khóc đấy em ạ. Đây còn chờ anh phải dậy à? Nào, thôi, ăn đi con. Đây còn hơi hết sốt rồi nữa. Ôi, con uống một tí. Đấy, bình thường em cứ bảo mẹ có lúc sao. Bây giờ em chăm, con cũng có chịu ăn đâu. Anh im đi. Anh không nhìn thấy em đủ điên lắm rồi ạ. Nào, con. Con ăn một tí thôi. Thấy cô hò hen suốt mấy ngày rồi. Cháu đã bảo cô rồi, công việc quán ăn vỉa hè này nó không đơn giản đâu. Giá rét thế này, người trẻ còn không chịu được nữa là người già cô ạ. Ấy, tôi làm được. Tôi bảo là tôi làm được mà. Cô để cho tôi làm, tôi xin cô đấy. Vâng, thì là cháu lo sức khỏe của cô nên cháu nói thế. Chứ nếu mà cô vẫn kiên quyết thì cháu vẫn để cô làm mà. Vâng, thế cảm ơn cô. Alo. Có. Mua tôi 2 hộp nhá. Ừ, trộm vía cái vị sữa nó ngon. Nên là thằng cu nhà tôi thích uống lắm. Uống cứ thun thút ý. Đã thế nhá lại còn hết táo bón. Mà mới 1 tháng tăng được hẳn 1 cân. Ừ, tôi mừng quá. Cả năm có tăng cân nào đâu. Vừa mới đổi sang sữa này cái tăng cân ngay. Ừ, thế mua hộ tôi nhá, xong tôi gửi tiền sau. Ừ, ok. Cô ơi. Dạ. Bé nhà cô cũng 1 tuổi đúng không cô? Nó uống sữa gì đấy hả cô? Dạ vâng, đúng rồi cô ạ. Cháu mới đổi cho nó sang sữa Kids Essential, thương hiệu sữa nổi tiếng Nestle Health Science Úc, được mọi người rất tin tưởng đấy cô ạ. Mà đây là dòng sữa cao năng lượng, giúp tăng cân mà lại không táo bón. Hơn nữa là còn chứa dầu cá, rất tốt cho sự phát triển của não và mắt. Trộm vía, thằng bé nhà cháu rất là hợp sữa nên thay đổi hẳn, không táo bón này, ăn ngon ngủ ngon mà lại còn tăng cân vùn vụt cô ạ. Thật thế hả? Không. Cô ơi, hay là tháng này cô trích lương của tôi rồi cô mua hộ tôi 1 hộp được không cô? Được ạ, nhất trí cô. Vâng, cảm ơn cô. Kìa mẹ, con tưởng mẹ về quê rồi cơ mà. Mẹ còn khỏe, thế nên mẹ tính ở đây để đi làm. Mẹ làm ở quán cô Linh ở làng ta đấy, thế nên con đừng lo cho mẹ. Này, mẹ mua cái này cho thằng Bia. Mẹ thấy cô Linh cô ấy cho con cô ấy uống cái này này, thằng bé nó hết táo bón, ăn ngon ngủ ngon, lại tăng cân vùn vụt đấy con ạ. Nhưng mà con đừng có nói với cái Thu ấy là mẹ mua nhá, không thì nó không cho thằng bé uống đâu. Cứ thử xem sao con ạ. Thôi, dạ. Mẹ đi đây. Kìa mẹ. Thôi con đi vào trong đi, không cái Thu nó lại nói chứ. Mẹ đi đây. Vâng ạ. Sếp anh gửi ship mang cái hộp sữa. Anh ấy bảo loại sữa này rất tốt cho trẻ em, giúp trẻ em hết táo bón, tăng cân, ăn ngon, ngủ ngon. Em thử pha thử cho con xem sao. Đây là sữa của hãng Nestle Health Science Úc, rất là tốt đấy. Để em pha cho con nhé. Thank you.
tăng được 1 cân rồi đấy. Thật á? Ừ. Bia tăng 1 cân rồi á? Ôi trời ơi, Bia ơi là Bia. Yêu lắm cơ ấy. À, anh ơi, hay là anh nhờ sếp mua thêm mấy hộp sữa nữa cho em nhá. Em thấy Bia có vẻ hợp cái loại sữa này đấy. Hôm trước Bia ốm không ăn được gì, em pha có 1 cốc sữa thôi. Thế mà thay thế luôn bữa ăn được đấy. Alo, cháu chào bác ạ. Ừ, bác gọi cho mẹ cháu không được. Bác bảo này, ở quê họp họ, cháu và mẹ cháu thu xếp về nhá. Dù có bán nhà rồi thì vẫn phải về chứ. Họ hàng là gốc rễ mà. Bán nhà? Ừ. Mẹ cháu bán nhà á? Cái thằng này, hay chưa nhỉ? Mẹ mày bán nhà, dồn tiền cho mày mua nhà trên đấy rồi còn gì. Anh sao đấy? Ngại không muốn nhờ sếp mua sữa cho Bia à? Thật ra không phải là sếp anh mua đâu. Không. Sữa là... là mẹ mua gửi cho Bia đấy. Mẹ... mẹ chồng á? Thế mẹ chưa về quê à? Bác cả gọi điện. Mẹ đã bán nhà để dồn tiền mua nhà cho vợ chồng mình đấy. Thế mà hồi đấy mẹ bảo là tiền bán ruộng. Mẹ đang ở đâu hả anh? À, đúng rồi, cửa hàng nhà chị Linh. Để anh gọi điện hỏi xem sao. Anh gọi đi. Đấy, cháu đã bảo với cô rồi. Sức yếu cô cứ cố làm gì, lại còn làm hết các ca nữa. Mà đêm hôm cứ nằm ở ghế không chăn chiếu gì cả. Giá rét thế này, đến sức trẻ còn không chịu được cả sức người già cô ạ. Mẹ ơi. Mẹ không sao, mẹ ơi. Con đến tạ lỗi với mẹ đây. Lỗi tại con. Con lo cho thằng nhỏ con nên là con không để ý được cái gì nữa cả. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhớ. Mẹ hiểu. Mẹ cũng từng nuôi con nhỏ nên mẹ biết mà. Mẹ không trách con đâu. Mẹ không trách con nhưng mà con trách con. Mẹ ơi, mẹ về chăm sóc cháu giúp con mẹ nhớ. Ừ, đúng rồi đấy cô ạ. Thôi cô về đi, cháu cũng không dám nhận cô nữa đâu. Mẹ nhớ. Mẹ. Mẹ, năm mới rồi, con chúc mẹ sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý ạ. Mẹ cảm ơn con, mẹ chỉ mong các con luôn vui. Rồi à, Bia của bà ấy là mạnh khỏe, rồi hay ăn trong lớn ấy là bà hạnh phúc rồi. Nào, cả nhà mình cùng nâng ly, chúc mừng năm mới. Bà nội cứ yên tâm, năm nay Bia đã tìm được loại sữa phù hợp, tăng cân vù vù. Cháu cũng đã đủ sức cùng bà nội về thăm họ hàng rồi đấy ạ. Vậy là Tết năm nay bà hạnh phúc trọn vẹn rồi. Cả nhà mình nâng ly để chúc mừng năm mới nhé. Chúc mừng năm mới.